Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ở ngay rìa nhà gỗ nhá. Ok, một thằng lâu rồi. Tại sao vậy? Có ra bên dưới đi, con đi. Tại sao các bạn ăn nhiều mạng vậy? Wow. Anh em chơi gắt quá nhỉ. Ok ok đây. Con nhìn nó cái gì rồi ông ơi? Đây à? À ok. Những người anh em thiệt mạng. Ui. Ok. Sát thủ nó clear xong rồi nha em ơi. Xí kẹo không kill. Ui lại còn mất máu nữa này. Lý rồi các bạn. Má, mình có đồng ba rồi các bạn. Mình sẽ cuốn thêm máu cái đã. Tại máu ít quá nha em ơi. Ơ. Đổi nhầm súng. Trên này cũng có đồng ba này. Các bạn ơi. Đấy đấy, không sao đấy. Tôi còn máu cái đã câu này. Mình sẽ lấy thêm ít đạn để biết. Anh sát thủ có kinh không? Sát thủ trả lời các bạn đi kìa. Sao cậu? Ơ, tôi vừa nói không nghe. Anh sát thủ có kinh không kìa? Ơ kìa, trả lời các bạn đi kìa. Kinh là sao? Ồ. À, anh ơi, YouTube của mình là Hoàng Bi nhé mọi người. Con Nhi ơi, đừng làm vậy cậu. Con Nhi ơi. Có nhìn nó dám chạy xe đi lượm thí nha anh em ạ. Được, hay lắm. Thật này hay. Cái gì đã mất sẽ không thể nào lấy lại được. Như là tính bạn. Tình đồng đội của chúng ta kết thúc Hồ Nhi ạ. À, Hồ Nhi lại lượm thêm một thính mới này. Oh. Có làm gì vậy? Mình chỉ ném liệu đạn cho vui thôi bạn ơi. Mình có làm gì đâu. Cậu ném liệu đạn đánh là hướng mình tưởng cái định. Đó đâu? Nhả ra đúng không? Đâu? Mình làm gì phải có người như vậy? Bạn lại nghĩ sao chứ lại? Hey Hồ Nhi ơi. Đây lấy xem nó khác kiểu gì này. Ui. Ui giống rồi. Hồ Nhi ơi, còn làm gì vậy? Đại đại. Mình có làm gì đâu. Mình còn đang sợ chết đây này. Ok. Chạy đi các bạn ơi. Hello nha em. Anh sát thủ có tên thật là gì? Đó là Phạm Hoàng Anh nha các bạn ơi. Muốn xem mặt anh cơ. Thôi thôi em ơi. Này kẹo là không thích soca là ngày mai nhé. Mai soca mà nha em ạ. Hello các bạn, mình muốn hỏi các bạn là các bạn nghe cái từ game rõ không ạ? Sợ anh em nghe từ game không rõ cơ. Sát thủ nó auto tắt mic liên tục để tôi chịu anh em ạ. Ui. Đâu, vẫn đấy mà. Sao thế chẳng nói gì? Lại tưởng sát thủ nó tắt mic. Nói cậu. Wow, bạn tôi. Trên này không có ai cả anh em ơi. Có lẽ vắng quá, đâu có ai đâu. Nhưng mà cái vấn đề chính là từ đầu trận đến giờ thì mình vẫn đang có đó là bao nhiêu đây anh em? Có không kill anh em ạ? À? Buồn chưa? Không kill á? Sâu xét chưa? Ừ, thật sự thật. Căng. Các bạn thấy sự thật chưa? Kẹo không kill anh em ạ, kẹo buồn. Nó tin. Wow. Có xe rồi các bạn ơi, Hồ Nhi nó tầm 3-4 kill. Đấy đấy. Đâu rồi ông ơi? Các bạn ơi. Các bạn đâu rồi? Ui. Các bạn đâu rồi vậy? Ê, sao cậu nhìn để xuống xe? Các bạn đâu rồi vậy? Hello. Các bạn đâu rồi vậy? Wow. Còn máu có đã anh em ơi. Ui, xí kẹo ở cái bo rít máu. Mạng đầu tiên dành cho xí kẹo anh em ạ. Các bạn ơi, xí bo vừa biết đấy, cả luôn. Các bạn ơi, có gì đâu. Tại sao các bạn lại làm như vậy? Xe lên nhá. Chẳng cậu phía trên. Mình chỉ muốn lút xác thôi mà, tại sao không? Hồ Nhi ơi. Mình có xe mà ngại gì các bạn. Hồ Nhi chuẩn bị lên xe bạn ơi. Let's go. Qua đó mình thôi nha. Ơ Hồ Nhi chạy xe một chắc à. Xí kẹo ở ngoài zip bo thì gắt chưa anh em. Nó lại gắt quá cơ. Cái này không có đồ này. Không người. Có mình ơ sát thủ ơi. Bạn định lim lỉm ăn mạng à. À im ỉm ăn mạng và cái kết. Chết chưa? Chết chết đã đang còn sống à? Tưởng chết rồi. Nào lên xe bạn ơi. Chết lên xe bạn ơi, nhanh 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 nhanh. Ơ Hồ Nhi có monster chắc mà nó không thèm chạy ông ơi. Ơ. Ok đi. Hồ Nhi đang chạy bộ bạn ạ. Hồ Nhi chạy bộ à? Thế cho nó chạy bộ đi. Anh em chúng ta lại có thêm được mạng không ạ? Đấy. Thêm một người bạn là mất đi một miếng mồi. Đấy, chi lý. Đấy anh em thiện mạng mà. Thế còn cậu là người anh em thiện lành à? À.
là hai người anh em thiệt mạng nên mới phải đi nhảy. No. No. Có người. À. No. Ôi. Đâu? No. Không có gì đâu Huân Nhi ơi. À không có gì đâu bạn ơi. Mình có ra rồi bạn ơi. Ui. Các bạn ơi, mình chỉ ham một dây ăn thính thôi. Thính là Goza nhưng mà mình có từ lúc nãy rồi. Và mình đã mất đi một cái mạng. Và mất đi cả xe này các bạn ơi. Mình thật sự sâu xét. Tại sao vậy? Các bạn ăn ít mạng thôi cho mình ăn nữa. Các bạn ăn nhiều mạng quá. Đâu muốn ăn nhiều. Tay của mình nó hư hỏng các bạn. Thôi bạn ơi, bạn đừng viện những cái lý do vớ vẩn nữa bạn ơi. Vậy thì bạn hãy chặt tay đi. Wow. Không, chặt tay thế sao chơi được game cậu. Không, bạn hãy làm thử thách. Đó là chơi game bằng chân đi bạn. Các cháu đang rất là mong chờ bạn làm thử thách chơi game bằng chân. Thế mình sẽ lại trở thành đôi bàn chân hư hỏng mất. Bạn có thể trở thành Dương Quá Part 2. Đấy, Dương Quá Version 2. Một tay chơi Free Fire anh em ạ. Chất lượng chưa? Bởi vì là hai tay sát thủ nó cai mạng nhiều quá. Đấy, cho Nhi xuống lấy. Tôi có ra từ lúc nãy rồi mà. Từ cái lúc mà tôi giết bo. À quên. Đúng rồi, tôi giết bo, tôi bắn cái thằng ngoài đây. Thế tạo được ngay Goza từ cái huy hiệu tạo săn anh em ạ. Ngoài thú khoai quá. Ôi cuộc đời. Trong khi các bạn 4-5 kill, mình 1 kill. Wow. Còn lại có 7 đứa anh em ạ. Cái đậu xanh. Đây là trận đấu dạo đầu tiên của sĩ kẹo nên là cơ bản là mình chơi game nó rất là nhẹ nhàng. Anh em càng xem live thì sẽ thấy là team của mình nó cục xúc vãi trường. Ui. Các bạn ơi đừng rút thính các bạn ơi. Như vậy là Nhi cũng đã có cho mình được ngay một cái khẩu súng ô ra. Ơ, chỉ là một hòm thính thôi mà các bạn ơi. Sát thủ ơi đừng. Ôi, có xe này mà bạn. Đừng lên xe, có một cái xe ghẻ thôi mà. Chạy. Mình chỉ muốn đi rút thính thôi bạn ơi. Ui, xe nổ. Cái giá phải trả quá đắt. Chạy qua thôi nha em ơi. Nổ xe đấy. Đáng mình không sợ bạn ơi, mình không sợ bạn ơi. Đây, ủa đâu vậy? Ủa nên các bạn thôi. Không sao, mình không cần cậu support đâu. Đâu à? Đâu vậy? Hướng. Bên dưới có người như hướng không biết. Oh, wow. Wow, gắt thật anh em ạ. Hẳn là bên dưới có người nhưng hướng không biết. Thế thì gắt qua rồi anh em ơi. Ê, bên trái. Chỗ là gốm này, các bạn này, ra là gốm này. Sự kẹo, im lặng. Thôi đó, quanh chỗ này có thằng nào. Sự đấy, kẹo, anh im lặng các bạn nào. Ơi. Các bạn có thấy sĩ kẹo im lặng không? Ý nó sẽ chạy. Ê, trên. Trong nhà nhá, nhà xe chỗ xe quân đội à. Một thằng sau tháp nhá. Sĩ kẹo im lặng và đi đến một chân trời mới. Bên phải một hy vọng mới anh em ạ. Trong khi cả team đang chạy những chỗ khác thì sĩ kẹo đang ở một nơi xa. Liệu sĩ kẹo có ăn mạng hay không hay là sĩ kẹo sẽ đai anh em ơi. Ui ui. Thằng nào cố liệu vậy? Thằng nào cố liệu vậy? Ủa? Cố liệu xuống dưới cả. Ghê em ơi, đâu rồi em? Thế ơi. Ui. Ui các bạn ơi, có hai đứa. Ui. Các bạn ơi cứu mình. Ui. Các bạn ơi cứu mình các bạn ơi. Wow. Sĩ kẹo im lặng clear hai mạng các bạn ơi. Bạn hả? Thế ra các bạn ở xa sao mà cứu được mình. Đây ok anh em ơi. Hóng sát thủ đai các bạn ạ. Đai chưa sát thủ ơi? Vẫn đang còn sống cả. Chưa. Hay đấy bạn ơi. Hay lắm bạn. Ui tôi gì? Ui. Được, thế là Huân Nhi trận này mấy kill rồi đai bạn ơi. Ý bị mất mạng. Và cái kết đắng. Huân Nhi im lặng ăn mạng và cái giá phải trả. Oh, buồn cho em. Đang trích điện nhau. Ok đậu xanh. Thế sát thủ nó lại chuẩn bị có mạng rồi. Anh em ơi. Có lẽ có 3 đứa thôi làm gì mà căng bạn ơi. Từ từ mình ăn mạng mới. À từ từ bạn ơi. Mình đang tranh thủ đút đồ cái đã. Từ mấy mạng với. Sát thủ ơi đừng. Sát thủ ơi đừng. Sát thủ ơi đừng. Đừng sát thủ ơi, cậu đừng làm như vậy được không? Please. Chỉ được mình. Mình xin bạn đấy. Lỗi mình, thằng 3. Thằng cuối cùng đó Huân Nhi ơi. Hey, Huân Nhi ơi.
Thằng cuối cùng đâu rồi bạn? Sát thủ ơi đừng. Trong nhà. Đừng ăn mạng sát thủ đừng ơi. Có ai kêu rồi mà đừng. No. No bạn ơi, sát thủ ơi đừng. Bạn đừng ăn mạng, cậu đừng làm như vậy. Mình buồn. Sát thủ ơi, cậu đừng làm như vậy. Cậu đừng làm như vậy. Wow, đừng làm như vậy bạn ơi. Đâu vậy? Bạn đừng kêu mạng cuối bạn ơi. Sát thủ ơi, chẳng lẽ tình bạn chúng ta, ui, tình bạn chúng ta không bằng một cái mạng sao? Ui bạn ơi. Đừng làm vậy bạn ơi. Cậu ơi, tí không có keo phải dùng đâu. Ây ây, sát thủ ơi. Bạn ơi, thằng cuối rồi mình không cần nữa đâu. Bạn ơi, ui. Đâu không có gì đâu cậu. Sát thủ ơi, bạn làm gì vậy? Không có gì trên đấy đâu bạn ơi. Ui các bạn ơi. Sát thủ ơi, cậu đừng làm như vậy được không? Please. Đừng kêu mạng cuối. Ui. Anh em ơi, okay. Tôi không ngờ thằng cuốn nó thủ nhà anh em ạ. Lúc nãy là có 3 đứa ở ngay bên trên tầng 2 này. Tôi kịp được 2 đứa, đấy đấy. Ui dồi ôi, không ngờ thằng cuốn nó thủ trên này anh em ạ. Chán quá nhỉ. Các bạn là mình buồn quá đi. Sĩ kẹo chỉ có 5 kill anh em ạ. Trong khi đấy sát thủ lưỡi dài liếm tận 9 mạng. Được, hay lắm bạn tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.